Hôm nay mình với cô chuột đi cày ruộng nha các bạn. Hôm nay cô chuột nó sẽ làm một cái thử thách. Thử thách gì chuột? Thử thách quay máy nổ. Hôm nay mình làm thử thách quay máy nổ nha các bạn. Rồi ok, là có một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi, là cho nó quay máy nổ. Nếu mà nó nổ thành công và lái cái xe cày lên cái đám ruộng, các bạn để ý nè, đám ruộng ở sau mình nè, đó đám ruộng xanh 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 sau lưng nha. Nếu mà quay được cái máy nó nổ rồi lái được cái xe cày leo lên được đám ruộng đó thì được một ly trà sữa, được không? Dạ được. Còn nếu mà không được thì sao? Thiệt đất. Thiệt đất bao nhiêu cái? 10 cái. Rồi nhớ nha các bạn, nếu mà quay nổ xe cày rồi nó lái được cỡ chừng 50 mét cho nó leo lên đám ruộng thì nó được một ly trà tứa. Không, tà tứa ngon không? Ngon. Trước giờ có hay uống tà tứa không? Dạ có. Đó, còn nếu mà nó quay không nổ hoặc là nó lái không lên tới đám ruộng là nó sẽ hít đất bao nhiêu cái? 10 cái. Rồi ok nha, nhìn đây ok các bạn nha. Các bạn okay. Để ý làm trọng tài nha. Rồi đây là cái máy máy cày nha các bạn, máy cày mini để mình cày ruộng. Sáng giờ là mình gánh tìm cái ruộng này một đám rồi. Nói chung là đất nó hơi trần nhạt nên là khó cày nha. Giờ cho nó nổ rồi nó cày cái đám còn lại bên kia. Đó, các bạn thấy xanh mướt không? Nhưng mà cỏ không á. Trước giờ đã quay xe cày lần nào cho chuột? Chưa. Chưa hả? Là lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Đây, lần đầu tiên giờ quay có sợ không? Cũng hơi sợ sợ. Có tự tin là mình quay được cái xe cày nó nổ không? Dạ được. Ok nhá. Ok. Rồi 1, 2, 3 action á, quay đi. Đây là cái e, đây kéo e lên. Đó, kéo lên. Ây dồi. Tắc 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 tắc. Thanh niên quay tay mỏi tay các bạn ơi. Quay mà nó không nổ các bạn. Mới quay một tour mà coi như là nó hơi mệt các bạn. Nhưng mà để mình kiểm tra lại nha. Thì nói chung là cái dây ga đã chưa lên này, phải không? Nó có dây ga này lại tăng ga lên. Chưa tăng ga làm sao nổ được. Đó, tăng lên ở giữa. Qua bên kia. Đó, giữa cây luôn. Đó. Rồi, tăng ga nha. Rồi. Bóp, bóp cần. Đó lên. Mạnh lên. Rồi, giữ nha. Rồi, quay. Quay chừng nào mà cảm giác nó gần nổ thì thả cái bên kia xuống. Rút cái bên tay côn ra. Đâu, thả bên đây, thả. Ô, giỏi, 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 giỏi. Giỏi, ok, ok. Rồi, nói chung là thử thách gồm có hai phần. Mà nói chung là phần đầu tiên quay cái xe cày nó nổ là cảm thấy ok các bạn ơi. Lần đầu tiên quay xe cày thế là rất là chuẩn này. Cảm giác như thế nào lần đầu tiên quay xe cày chuột? Hơi mệt xíu nha các bạn. Mà đó, cũng quay được. Quay được. Có hơi rung không? Dạ không. Có sợ xe cày nó cái tay quay nó quất vô mặt không? Dạ có. Có mà sao dám quay? Chịu thử thách. Rồi ok, vì cái ly ly tà tứa cho bạn, tà tứa luôn luôn xiên sao nhá. Rồi ok, bây giờ là cho chuột nó vô số và nó chạy một đoạn thẳng leo lên đám ruộng kia nhá. Rồi ok, tiến hành thôi. Vô số là vô số đây nhá. Vô số nha, vô số phần đen nè, vô bên này. Đó, rồi ok, action. Ồ, ghê 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 ghê. Xuống góc kia này nó thấp.
ok các bạn ơi, vậy là thử thách lần đầu tiên chuột nó tập quay xe cày và lái cái xe cày leo lên cái bờ ruộng. Thì nói chung là cũng có hơi trục trặc xíu kỹ thuật, nhưng mà cuối cùng là cái kết quả vẫn là được cái xe cày nó leo lên, nó nằm trên ruộng rồi nha các bạn. Rồi ok, cảm giác bây giờ khi đã là người chiến thắng thì nó như thế nào chuột? Rất là sung sướng nha các bạn, vui nữa. Rất là sung sướng nha các bạn, vui nữa. Chuột chiều nay uống ly trà tứa chắc nó mát lắm phải không? Chiều mát. Hầu giờ uống trà tứa có thích không? Dạ thích. Rồi ok, vậy là mình đã thua trong cái trận cá độ này rồi các bạn ơi. Thì nó đã đưa được cái xe cày lên trên ruộng này, các bạn thấy bờ ruộng không? À, ruộng bên kia cày xong rồi, ruộng này giờ bắt đầu cày lại cái ruộng bên này. À, quay lần đầu tiên mà quay xe cày nổ vậy là quá chuẩn men rồi đó. À, chuẩn men không? Dạ chuẩn. Quay xe cày mà nó vẫn còn nguyên hàm răng nhe nhe không còn nguyên xây chả có bị gì hết, với lại đưa được cái xe cày lên ruộng rất là ok á. Thôi chiều nay một ly trà sữa nè, rất là sung sướng nha các bạn. Rồi hồi nãy nó quay là có mình hướng dẫn nha các bạn, bây giờ cho nó tự quay lại từ đầu luôn, máy đang tắt nè, quay lại làm thế nào cho nó nổ lên rồi chạy vòng thôi. Lần này quay trật chuột không nổ này á. Đâu bé? Hả? Rồi ok các bạn, mình mới cho chuột nó đi mua 2 ly tà tươi nha. Thì nói chung là cái kèo hôm nay là nếu mà nó quay xe cày nổ với lại là lái được xe cày thì cho nó 1 ly tà tươi. À, thì nó đã chiến thắng, thì đây tà tươi đã chuột. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ Cường Lại Đình nha các bạn. Thôi ok, mình kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Thì nói chung đây là một cái trải nghiệm thôi, chứ thật ra là lái cái xe cày phải cần có sức khỏe thì mới lái được nha các bạn. Đặc biệt là phải người lớn mới lái được. Vì cái xe cày này nó tương đối là nó thuộc dạng nó loại nhỏ thôi, nên là thằng chuột nó quay cũng dễ thôi. Chứ có nhiều cái là quay hoài nó không có nổ, với lại là có những cái xe nó lớn thì cần phải có sức khỏe thì mới làm được. Thôi mình kết thúc cái video này tại đây nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye, bye, bye.